Mình tập thương người đi quý vị. Mình thương người mình không có thiệt thòi đâu, mà mình có cơ hội thương người mà. Bây giờ có những người ngoài đời muốn thương người cũng khó nữa, thương được một hai người. Còn mình đây có cơ hội thương nhiều người nè, tại vì chùa mình nó đông người thì mình có cơ hội thương nhiều người. Đó, cả đời mình cứ thương người đi là cuối đời mình vui mình chết à. Còn cái cuộc đời mình mà khó khăn ghét người ta, đối xử với người ta tệ bạc là sau này mình chết khó khăn lắm á. Cái nhân cái quả nó không có sai đâu, 100% luôn. Những đức nói rằng á, những đức lo cho bao nhiêu cụ, một năm là bao nhiêu cụ đi, những đức biết. Bà cụ nào mà tính tình dễ, vui vẻ, hoan hỷ, biết ơn á, là cuối đời bà cụ đó chết cái mặt đẹp lắm. Còn bà cụ nào mà khó khăn, câu có là chết cái mặt như con mắm vậy đó. Biết con mắm không? Tự là tự. Chết vào cái mặt như con mắm là biết rồi, con mắm héo queo á, hôi rình, thúi in, cho bỏ tặc. Nên các cụ phải dễ tính nghe các cụ. Quan hỷ, không có buồn ai để trong tâm nghe các cụ. Nhớ đó, muốn mà sau này chết mà cái mặt đẹp là phải thường vui nghe. Đừng có nhăn nhăn. Tuy là những đức hô vậy mà các cụ có thấy bao giờ cụ nha những đức nhăn nho vậy đâu, nhăn nheo vậy đâu. Hiểu không? Đã hô mà còn nhăn nữa chắc hố luôn. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình sống á, sao mà mình thường có nụ cười, có sự bình an. Ví dụ như mấy sư cô mà ở đây đi thấy bình an. Thật sự mà nói dù mấy cái sư cô lớn tuổi nha, mà tâm của mình sống bình an, an lạc thì mấy sư cô cũng đẹp, hảo tướng. Còn ví dụ như mà cái tâm mà một tâm mà hai ba ý, khổ lắm. Một tâm mà hai ba ý nó không có an lạc đâu. Mình tu mà mình có an lạc hay không là coi cái tâm mình á. Nếu như mà bữa nay cái tâm mình gặp người này gì mà may cái tâm gặp người kia người khác, là mình tu mình sai rồi đó. Tu nó không có đúng đâu. Mà giết rồi mặt mày nó nhăn nheo á, héo queo như con mèo. Đừng nói chuyện giỡn, thấy không? Đó. Nên á, cứ nhiệt tình tập thương người đi. Còn các cô giáo, thầy giáo tập thương con người ta như con mình đi. Trời ơi, mình đã được cái ngành dạy học, ngành đó gọi là ngành sư phạm, mình cứ thương con em người ta như con mình đi. Có khi con mình bo bo, mình thương mà nó hư. Còn con người ta, mình thấy con người ta nghèo mà nên mình giúp cho con người ta đi. Mình thầy cô giáo trong cuộc đời, đây là cái ngành thù thắng nhất. Cái ngành dạy học là cái ngành mà gọi là cao cấp nhất của loài người. Tại vì có người cần được giáo dục quý vị. Nên mình làm ngành thầy cô giáo á, học sinh nào mà nghèo đó giúp cho nó tiền học, giúp cho nó được bộ đồ, rồi quý vị dạy cái lớp nó tốt dữ lắm. Thà quý vị bỏ ra chút đỉnh tiền để quý vị dạy con nó nên người. Sau này á, mình chết đi thì học trò của mình nó dẫn nhắc. Hồi xưa tôi học với bà cô Chuyện á, bà cô giáo đó bà nhiệt tình. Cứ là đi đến nhà bà học thêm á, là lâu lâu bà nấu cho nồi chè ăn, lâu lâu bà nấu cho nồi cà ghi, chấm bánh mì. Tờ ơi, con nít mình phải cho nó ăn rồi mình mới dạy nó nghe. Người lớn mà còn phải cho ăn rồi mới dạy đem chiên nít. Nói thiệt luôn á, thử đi. Vì thương con người mà không có cho người ta ăn cái gì chứ đi, thì cái tình thương đó người ta nói mình xạo, nói giả đó. Tôi nuôi con người tôi kinh nghiệm mà. Nên tại sao mà mỗi lần nấu ăn những đứa cứ nêu là thứ bảy sẽ nấu cái gì, chủ nhật sẽ nấu cái gì, thấy chưa? Nêu chi vậy? Nêu để cho người ta quan hỷ chứ chi. Trời ơi, gọi là cái món ăn là một cái sự lo lắng, tỏ ra một thái độ thương yêu, lo lắng. Mỗi một con người ai mà không muốn được thương yêu, lo lắng như bản thân mình cũng vậy. Bây giờ người ta đem lại món ăn, người ta đưa lên cho mình là cảm tình liền. Dù là mình không ăn bao nhiêu nhưng nó có cảm tình liền à. Thí dụ có nhiều Phật tử ở nước ngoài đồ, người ta gỡ này gỡ kia cho những đức. Dù là những đức không ăn, những đức cũng cảm tình với người đó nữa. Vì đưa qua tôi để tôi chia cho các cụ ăn, các cô ăn, các chú ăn.
Cái tâm mình vậy để cùng tu phước tu duyên, chứ đâu phải là mình không ăn là mình không muốn có. Mình không ăn mình cũng muốn có để cho người ta ăn. Tâm vậy đó à, phải có tâm vậy đó nghe. Những đức mà đã từng đọc lịch sử của Bác Hồ mà những đức bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thấy một bậc lãnh tụ mà đơn giản bình dị, tại sao không học? Mình có gì đâu mà cao xa. Trời ơi, mình có gì đâu cao xa ơn của Phật Bồ Tát. Nên từ nơi đó mà mình không có gì cao xa chứ. Nên những đức nói mấy anh em càng học đạo càng lâu thì càng là người đơn giản bình dị. Đã là nuôi người già thì coi các cụ như cha mẹ của mình. Khi những đức đi vô khu yếu có nhiều bà già, bà gặp những đức bà nắm lỗ tai những đức bà kéo xuống. Ồ, nhiều bà cụ bà nắm tay bà gịch lại bà không cho mình đi. Quý vị coi cái đoạn ký sự của một bà cụ già đi. Những đức hỏi bà cụ bây giờ con vô rước bà gì không? Bà nói không. Những đức hỏi sao không gì? Vì có thầy. Có thầy không gì? Rồi không? Đó. Mà bà già 80 mấy tuổi rồi ai mà kêu bà nói kiểu đó. Nên từ nơi đó tự cái tâm bà nói thôi. Nhiều bà cụ là mình thương bà là bà gần gũi với mình. Trẻ trẻ đâu á. Họ còn nhảy đầu này họ bay đầu kia. Chứ bây giờ mấy bà cụ già như con chim đâu còn bay nổi nữa. Thì bây giờ tao ơi mình thương bà là bà mừng bà ở với mình tới chết rồi thôi. Chứ bà đâu có bao giờ mà bà bay đi đâu. Nên từ nơi đó mà bây giờ mấy bà cụ già mình cứ thương bà hết lòng hết dạ đi. Bà khó tính một chút mình khoan dung cho bà đi. Sau này mình già mình sẽ biết à. Người già không phải là tự nhiên họ đi khó đâu quý vị à. Mà là do người già họ có hoàn cảnh họ mới khó. Hoàn cảnh gì? Người đau nhức nè, khó chịu nè. Tay chân bây giờ bưng cơm ăn không nổi nè. Muỗng cơm mà múc không được nè. Trong tâm tư biết được bản thân mình tại sao bây giờ vô dụng như vậy. Vô dụng như vậy mà sống làm chi? Tự nhiên nó mang cái tâm tiêu cực rồi nó tức. Nên mình khi nuôi người già mình phải hiểu tâm lý này. Mình lỡ gần mà nói cụ ơi, con về sau con cũng già vậy à cụ à. Bây giờ con phải lo cho cụ, cụ đừng có buồn. Cuộc đời có người ai cũng già cụ à cụ. Cụ đừng có thấy mình vô dụng, cụ là không có vô dụng đâu. Cụ niệm Phật để làm Phật mà vô dụng cái gì. Nên chúng con lo cho cụ là lo cho Phật đó nghe. Đó. Nên mình phải gần gũi mình nói vậy đó. Mấy bà già bà vui lắm không giỡn đâu. Năng bà lên. Chứ không phải là bà đi khó làm gì đâu quý vị. Quý vị đi tìm hiểu thì có phải không. Đó. Rồi thêm cái nữa nè, con cái ở nhà đi làm hết trơn nè. Mẹ già già quá đóng cửa nhốt ở trong nhà bà buồn. Như bản thân của mình mà bắt mình ở trong nhà hoài mình nghĩ sao? Từ khi mình tu mình thông cái tâm sao á. Chứ bắt mình ở trong nhà không ai chơi với mình buồn lắm. Mà buồn thì nó phải bực bội, sân si. Nên mình đừng có đổ thừa mẹ cha tôi sao khó quá. Ở đây này tôi lo cho bao nhiêu người già có khó khăn gì mấy đâu. Đa phần các cụ vui nhiều là do các cụ thông cái tâm. Nên những đức nói mấy thầy mà mấy cụ ở già vậy mà mình nói thật sự chứ mình chở bà đi vòng vòng bà cũng mừng lắm. Tại bà già bà không có đi được. Mình chở bà đi vòng vòng bà mừng lắm. Còn nếu mà xe điện mà chở không đủ đó, mình lấy xe gùa. Mua mười mấy chiếc xe gùa. Cứ mua mười mấy chiếc xe gùa đi. Rồi mấy bà già yếu yếu đi không được mình để bà lên xe gùa. Đẩy bà đi. Trời ơi cái này là cái hành động đặc biệt lắm quý vị ơi. Nó thiệt luôn đó. Mình làm cái xe gồ gì nè. Chiếc xe gồ mà cái chỗ mà ngay cái chỗ mình đẩy đó là nó có giống như là cái chỗ dựa. Rồi khi mà bà ngồi lên á là bà dựa vô đó cái mình đẩy bà đi. Là cái mặt bà quay về cái mặt phía trước luôn á. Mình đẩy đi đi quý vị coi. Cái tâm tư quý vị mà dành cho người già vậy rồi quý vị sẽ cảm giác à. Rồi mấy bà già mới cười sặc 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 vậy đó. Mình nuôi người già mình phải hiểu. Ba bốn cô rủ thêm một số cô nữa. Bắt đầu là đẩy bà đi vậy cái mấy cô kia lấy dây kéo. Lấy dây kéo xe gùa. Rồi đi vừa đi vừa vỗ tay. A-di-đà-phật. 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 Thấy không?
Mình làm vậy đó vừa mình vui mà bà già đó bà vui, rồi tự nhiên cái tính khó bà mất tiêu liền. Cứ thử đi, chân thật mà làm thử coi. Đó thì bắt đầu là bà quý mến, bà thương yêu mình. Cái bắt đầu là sao? Mình nói bà nghe. Nói sao bà cũng nghe chứ. Nó, bây giờ quý vị coi mấy bà già nhưng mà bà ngồi bà nghe những đứa nói chuyện là bà ngồi. Nhưng bữa nào mà những đứa qua giảng là bà tranh thủ bà chạy qua, bà khách sách vỏ dù dù bà chạy qua. Nhưng vẫn chơi đâu. Bà quý mình bà mới ngồi bà nghe mình chứ. Nên đối với người già mình phải quan tâm thương yêu vì họ dễ cô đơn. Người trẻ cô đơn ít hơn người già. Vì trẻ mình có cơ hội giao tiếp này kia nhiều hơn người già. Nên người già không được giao tiếp nhiều nên họ cô đơn nhiều hơn mình. Nên chúng ta là người trẻ rảnh rảnh chạy vô chơi với người già, đi thăm người già, đi vòng vòng các phòng các cụ, coi có bà cụ đó bà bệnh bà nằm. Bà nằm đó mình hỏi cụ sao không đi tu cụ, cụ bệnh hả, rồi sao. Rồi mình lỡ gần mình hỏi là cụ nhà ở đâu, nhà mấy đứa con. Mình hỏi han bà, mình thăm lên bà. Thôi cụ ở đây coi con như con, cụ đi nghe. Cụ cứ yên tâm đi, cụ thấy ông quý thầy đồ lo cho các cụ thấy chưa. Tới khi mắt đưa đi vậy đó, đặc biệt quá. Thật sự gì là mình hạnh phúc lắm mà cụ, cụ gán nghe. Mình gán niệm Phật đi cụ. Cuối cuộc đời các cụ Phật A Di Đà rước cụ về cực lạc. Khỏe lắm nghe cụ. Đó. Cái đó là cái đức hạnh đó quý vị ơi. Cái đó là cái đức đó, chứ không phải giỡn giỡn đâu. Đó. Nên mình nuôi con người không phải là mình nuôi á, một cái cây hay là một con vật gì đâu, mà mình nói là cho ăn no rồi nó ngủ, hoặc là một cái cây mình tưới rồi mình bỏ đại, không phải đâu. Cái người mà có cái tâm cả nuôi cái cây mà người ta còn ra, người ta chăm bón, người ta còn vuốt ve nó kìa. Không chi là nuôi con người mà mình bỏ bê đại. Nên những đức mới sắp xếp là bên chùa mới là thay đổi món ăn với các cụ, là chủ nhật với thứ năm, còn bên Đại Tùng Lâm là thứ hai với thứ sáu, phải không? Nó thay đổi món ăn các cụ. Tuy già không có ăn gì bao nhiêu nhưng mà cái tâm đó đó là cái tâm quan tâm đó quý vị. Nó giống như những đức chia sẻ Phật pháp xong á, ít gì cũng có hộp sữa, da chó cũng quay hộp sữa, thấy chưa? Đó là cái tấm lòng mình dành tới các cụ đó. Mấy bà vui chứ, mà nói chuyện xong mà ngồi đứng lên phủi cái mông cái không có cái thứ gì, dù là ngồi nghe cũng vui nhưng mà phải có cái gì nữa kìa, nó kèm vô là tài thí pháp thí phải co. Tài thí pháp thí phải co. Nó cái tâm thương con người là phải nhiệt tình như vậy đấy. Từng ly từng tí từng chút quan tâm cho các cụ đó. Nên các cô mà chăm các cụ già mà chỉ cần có tâm lý một chút thôi là chăm các cụ tốt dữ lắm. Nên những đứa nói rằng cái đội mà hộ lý đồ bệnh viện đồ đó phải cần học qua những cái lớp học mà nhân sinh con người, học qua cái lớp học nhân quả đối với con người nhau. Dù là làm lấy tiền lương nhưng phải có cái tâm đến với con người, vì tương lai con người sẽ đến với mình. Bây giờ mình không đến với con người chân thật, mai mốt ai đến với mình chân thật? Ôi ơi, mình sống trong cuộc đời này đừng bao giờ dắt chanh bỏ vỏ vị ơi. Thật sự mà nói, miếng chanh dắt xong cái vỏ đừng có bỏ, còn chà móng tay được mà. Dùng thêm đoạn để cho nó xứng đáng nghe không? Chứ mình đừng có bao giờ mà mình cái câu dắt chanh bỏ vỏ là cái câu vô tình đó quý vị. Dùng người ta lúc người ta khỏe được mà khi người ta yếu mình bỏ rơ, khi người ta giàu mình dùng, khi người ta nghèo mình không ngó ngàng tới. Nên nó một cái tổ chức á, mà người ta mà đến với mình á, những cái vàng Phật tử mà người ta nhiệt tình, người ta hộ trì Tam Bảo đó, đúng ra phải ghi tên những người đó ra lại hết. Đây là cái kinh nghiệm sống, ghi tên là hết đi. Để làm chi? Để sau này những cái vàng này lỡ người ta có cái gì là phải chú tâm lo cho người ta, để người sau tiếp nối. Nhìn hành động của mình mà người ta tiếp nối theo. Cái đó là một cái hành động đặc biệt, có nghĩa là người ta hộ trì cho Tam Bảo từ xưa tới bây giờ phải ghi tên ta lẫn hết. Cái cuốn sổ riêng của mình phải ghi tên lại để làm chi? Sau này khi người này lỡ có tai nạn gì hay nghèo nàn, tuyệt đối phải ưu ái họ. Đó là một cái tấm lòng dành lại ngược cho họ lại, để cho họ thấy họ không có nói Tam Bảo này cái kia. Còn nếu như mà mình đùa đại mình quên quý vị, mình nghĩ rằng mình nhiều việc quá bây giờ mình không có để ý nữa, thì tự nhiên khi mà người ta không có tiền, không đến gần với mình được, không có cúng dường nữa, thì bắt đầu tự nhiên mình cũng xa lánh người ta luôn. Cái người ta đánh giá ngược lại: ngày xưa tôi có tiền, ông thầy đóng đến với tôi thường qua lại nhau nhiều, bây giờ tôi nghèo rồi không ngó ngàng tôi. Thì người ta phỉ báng Tam Bảo thì tội người ta nặng cực kỳ lớn, đó là phỉ báng Tam Bảo này quan trọng lắm á.
Giống như mình ở ngoài đời á, mình có một cuốn sổ là đầy tháng, thôi noi, sinh nhật, đám ma, đám cưới, mình có cái cuốn sổ đó đó, ghi chú lại hết. Thí dụ như nhà ông Trần Văn Đâu, ông tên Trần Văn Đâu là ông đi đám cưới cho gia đình mình hôm nay là 500 ngàn, ghi 500 ngàn, ngày mấy tháng mấy năm mấy, rồi sau này khi con ổng có vợ mình đi lại 800 lời chứ ở trẻ đó. Còn khi nhà mình cháu mình đầy tháng người ta đi một món quà này, mình mở cái mình coi món quà này trị giá bao nhiêu, mình ghi lại là nhà bà Trần Thị Mén, thấy không, đi cái món quà đầy tháng này ngày mấy tháng mấy của cháu tôi, món quà này trị giá khoảng 150, kỳ sau mình đi là món quà 300 ngàn. Hành động đó đặc biệt lắm quý vị, ghi chú lại hết để sau này đáp lại tình người ta nó không bị thiếu sót. Cái việc này nên làm quý vị, ô ô làm đi, cái này quan trọng đó, nó thương người phải sâu sắc nữa kìa. Nên là để tôi ghi mấy cái tên mấy cái bà mà từ xưa tới giờ mà lợi chùa lâu năm á, dẫn đòn đi tu rồi đó, tôi ghi tên lại để sau này bà có mấy bà có sụp hầm sụp hố gì đó thì kêu xe chở vô đây, tại vì cỡ nào mấy bà cũng hộ trì Tam Bảo thời gian lâu, chứ không đổ tại sao này người ta trách cứ mình đó chàng ơi. Tuy mình cầm tiền để mình lo cho chung Tam Bảo hết trơn, nhưng mà người ta quay ngược lại, người ta hận thù mình, ta nói mình là vô tình vô nghĩa. Nên những đức mong những cái người mà đã từng hộ trì Tam Bảo đó, lỡ quý thầy quý sư cô mà bận việc Phật sự mà quên đi đó, thôi mình làm xong quên đi quý vị ơi, đừng có kể cái việc mà đã từng cúng dường này kia mà bây giờ bê tha bỏ bê tôi. Mình là lo Phật rước mình về cực lạc, chứ quan tâm gì cái chuyện đó làm chi, hiểu không? Tôi nói rồi tôi nói lại đó nghe, chứ không thôi nhiều người ta quên mình trách hờn người ta làm sao, thấy không? Mình đã làm cho Tam Bảo người ta làm xong mình có phước rồi, còn cái quả báo mình ở thế gian mà đã từng gieo nhân thì bây giờ mình trả qua báo thôi. Chứ hơi sức nào mình đi tính toán cái chuyện quý thầy quý sư cô mà quên mình gì. Thật sự mà nói á, khi làm Phật sự thì có việc nói với nhau, còn khi không có việc gì để làm mà thôi lo niệm Phật chứ nói gì giờ, chứ ngồi lại nói một chút nói tầm bậy mất công. Nó như vậy đó mà như có nhiều người ta không hiểu, người ta lại hờn trách đó quý vị ơi, người ta hờn trách chứ không phải giỡn đâu nghe đó. Nên cái cuộc sống ở đời này nhân vô thập toàn, như bàn tay có ngón dài ngón ngắn vậy đó, mình sao mà vừa lòng hết. Nên mình sống sao mà tặng đáy lòng đi là được rồi, làm sao lương tâm mình nó nhẹ nhàng, chứ sao mà tròn vẹn hết quý vị, khó tròn vẹn hết lắm. Dù ở trong chùa này những đức cũng nhiệt tình, nhưng có những người người ta cũng chỉ trích, người ta ghét mình, người ta chửi mình đó, có sao không có, chứ không lẽ người ta thương hết. Phật mà ngày xưa còn chưa có thương hết mà, không chi là phàm phu như mình đó. Nên mình sống làm sao mà mình hiểu một chút, nó cái này là cái cách mà hướng dẫn quý vị để quý vị áp dụng trong cái cuộc đời và đạo. Đây là những bài chia sẻ nó gần gũi lắm quý vị ơi, nên khi nghe rồi mình đem vào pháp mình áp dụng liền thì nó lợi ích biết nhiều nói. Nó nên mỗi một người mình mà nghe đạo á, mình sống làm sao mà cho nó đặc biệt cái lương tâm của mình á, nó có tình có nghĩa. Không cái tình cái nghĩa nó quan trọng lắm á nghe, tình nghĩa với con người đến nhau quan trọng lắm đó. Nhất là bây giờ người ta vô đây người ta tu với mình nè, các cụ nè, nhiệt tình lo cho một bà cụ ảnh hưởng nhiều bà cụ, nhiệt tình lo cho một bà cụ ảnh hưởng nhiều bà cụ. Thí dụ như mấy bà cụ á, bà đi không nổi, bà đi vòng vòng yếu đi, đoạn đường mình đi chung, mình nắm tay mình dẫn bà đi đoạn, cái đó cũng là tu phước duyên. Con lần mà bà cụ kia bà té đường mương mà những lăng ống giác bà cụ cũng chạy, cái tâm đó nó không đơn giản đâu nghe, tâm nó quá nhiệt tình, nó phải có cái tâm đó đó. Mấy anh em phải nhớ đó, mấy anh em trẻ trẻ đây nè, cứ nhiệt tình với cái tâm vậy đi. Còn con nít mà đi vô chùa này nè, bên nhóm chú Tâm phải nhiệt tình dạy nó, ba cái nền móng dạy hoài cả đời, nó không tham, không trộm cắp, phải có lễ kính, ba cái đó làm hoài. Mà làm được là ngay cái hành động của chú làm á, đối với người trên có tâm cung kính sao đó, thì mấy đứa nhỏ nó nghe lời chú chắc chắn luôn. Nó giờ con người ta nó nhỏ nhỏ gì đó, mình nói thí dụ như đi, mình còn nhỏ gì mình xa cha xa mẹ mình cũng buồn lắm chứ. Bây giờ nó đến với mình thương nó cũng như là con cháu của mình, thì bắt đầu nó có được cái sự nương tựa. Nên tại sao mấy đứa nhỏ nó thương chú Tâm dữ gì, tại vì chú Tâm không thương nó có bao giờ, không đánh đập nó đâu.
Thật sự mà nói nó thương con cho roi cho giọt, nhưng mà cái đó là cái dạy. Một cái roi nho nhỏ quýnh vô mông nó một cây để dạy nó kìa, chứ không phải là nuôi con người ta mà bóp bóp vô mặt con người ta đâu, không phải đâu. Cái hành động mà bưng cầm tay mà tát tát vô mặt con người ta, lấy chân mà đá là cái hành động đó không có đúng đâu. Không bao giờ mà gọi là quýnh như vậy mà dạy được, chắc chắn luôn á. Nên á, mình nói á, ở gia đình mình cũng vậy nữa, con mình cũng không phải là tát tay hoặc là đá nó đâu. Mình quýnh vậy sau này hành động nó học y gan mình luôn à. Nên tại sao mà ta quýnh con người ta xong người ta có cái roi người ta dắt ở trên tường á, trên vách nhà, cái roi mây á, là để nhắc nó là sau này con lì nữa là con bị quýnh vô mông á. Mà trước khi quýnh là ta dạy con người ta, ta hỏi con người ta có lỗi gì không, rồi lúc đó người ta mới quấn nó một hai cây vô mông, xong là dắt cây roi lên, sau này con còn lì là con bị đánh đòn nữa. Cái đó là cho roi cho giọt để dạy đó quý vị, chứ không phải là gọi là bây giờ mà nói tức tức lên tán tay vô mặt con, xúc con đá tao là tao tầm bậy. Mình dạy vậy dễ mà nó nghe, sau này nó mà khỏe lên, nó lớn lên á là nó dứt mình lại đó. Tại vì mình tát nó là nó tát mình đó. Nó cái hành động mà con nó bụp cha mẹ lại là do mình tát tay nó, quýnh nó lên gối đó là nó chơi mình lại đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Nhưng mà các đứa nít mà nghe gì rồi thôi, có con ơi, mình là con cái hiếu với cha mẹ đi. Dù cha mẹ hồi lúc còn nhỏ có gầy la chửi mắng đánh đập mình, hoặc là cái chuyện hạnh phúc gia đình nó không được tốt mà cha mẹ quýnh đánh đập mình đừng có nhớ cái lỗi lầm đó, mà sau này mình hận cha hận mẹ là cuộc đời các con không có hạnh phúc đâu. Có một đứa bé kìa, hồi đôi xưa cha mẹ nó quýnh lộn nhau á, mẹ nó cứ tức cứ lôi nó ra chửi mắng đánh đập nó vậy, mà sau này nó hận mẹ nó. Mà khi nó hận mẹ nó rồi cả đời nó không có hạnh phúc luôn. Khi mà nó nghe những đức giảng nó mới cởi mở cho nó ra được đó quý vị, thì lúc đó nó mới có được cái hạnh phúc của cuộc đời. Nên mình làm con mình cứ càng hiếu với cha mẹ là được rồi, chứ mình đừng có suy nghĩ rằng ngày xưa cha mẹ mình đối xử cái gì với mình. Những đức nói có những cái khổ đau của cuộc đời thờ thơ ấu, mà có khi sau này lớn lên nó còn trưởng thành hơn cái người bình thường nữa. Chỉ cần mình hướng đến mục tiêu là mình sẽ hơn người khác à. Chứ đừng có giờ nhớ cái lỗi lầm xưa làm chi. Đó, cái đó là cái quan trọng đó. Mình ai cũng là phàm phu quý vị ơi, cần sửa thì tốt rồi, chắc chắn luôn. Không sửa thì không tốt, chứ sửa lỗi lầm là tốt rồi, chắc chắn luôn. Như hồi chiều như Đức chia sẻ bài Phật Pháp, như Đức nói rằng bây giờ chúng ta tu hành mà lỡ mình sai cái gì đi, mình cố gắng mình niệm Phật tiếp tục. Mình ai mà không còn hư, ai mà không còn sai. Nên bản thân của chúng ta phải làm sao cố gắng tính nguyện niệm Phật cho mạnh. Nó nên có một câu nè: niệm Phật không vãng sanh thì đi về đâu? Hòa Thượng Tịnh Không thì nói niệm Phật mà không vãng sanh thì đi vào địa ngục. Niệm Phật mà không vãng sanh thì đi về đâu? Đi vào địa ngục. Vậy thì con đường niệm Phật này nhất định mới đi về cực lạc nghe các cụ. Đó. Bây giờ để chúng nghe nè, chùa Hòa Thượng xây, những đức lo cho chúng anh em cùng kết hợp. Bây giờ mình muốn trả ơn cho Hòa Thượng, trả ơn cho quý thầy, chúng sanh bằng cách nào? Giảng sanh. Giảng sanh là trả ơn. Nói gì dòng do cho nó mệt. Thấy không? Chỉ cần có tâm biết ơn, cung kính, rồi cái tâm mình chấp hành quy củ là trước nhất là ở thế gian đã trả ơn rồi đó. Nên có nhiều bà cụ mới đến gần mình, bỏ quỳ xuống, bỏ tát bạch nó, thôi thôi cụ đứng lên đi cụ, tốn xăng khỏi, riêng những đức là khỏi đi, mệt lắm. Cụ chỉ cần sống cho đặc biệt niệm Phật đi, cái tâm cảm ơn trong tâm cụ sao nhìn là biết liền, khỏi nói dòng do tâm quắc gì mà công mệt. Nó có khi nhiều bà cụ bà cũng biết văn tự, bà gặp mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình nói rồi tới nữa, kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ, kính bạch trên Thầy Thích Nhẫn Đức, kính bạch trên quý thầy quý sư cô, kính bạch cùng đại chúng. Nó rồi xong hết dơn xăng nữa. Bà nói dòng do tam quốc nó, thôi thôi được rồi cụ. Cụ cứ nói một câu là con cảm ơn, con cố gắng, con niệm Phật, con sanh cực lạc rồi là đủ rồi. Nói chi nhiều cho nó mệt, hiểu không? Nó cái thời cuộc này xăng dầu mắc mỏ lắm, bà nói chi cho nó hao xăng hao dầu dữ vậy bà cụ. Đó, thấy không? Nó nên thí dụ như bây giờ một người gặp mình nha, họ chấp tay xá xuống, sát xuống. Người ta là người hiểu biết, người ta nhìn mình cái ta nói
xá xác xuống mà không nghe lời thì cũng như là bắt kính thôi. Còn xá vừa vừa mà biết nghe lời thì thật sự cung kính. À, nên á, có một cái chú kia ông gặp Nhật Đức, ông xá xác xuống, Nhật Đức nói: chú có nghe lời Nhật Đức không? Ông im im, Nhật Đức nói: chú đâu có nghe lời Nhật Đức đâu. Khi Nhật Đức chia sẻ bọc pháp, Nhật Đức thấy chú đâu có quan tâm nghe đâu mà chú đi xá xác. Chú làm bộ, đâu cung kính đâu, mà dạy đâu có nghe lời, đâu có làm đâu mà xá. Thà chắp tay lại một cái, khom khom nhẹ một cái thôi, mà biết nghe lời còn hơn người xá xác mà không cung kính nữa. Đó, trời ơi, người ta nhìn mình là người ta biết mình có nghe lời người ta hay không rồi. Người trên là lãnh đạo bao nhiêu con người, người ta là gần bao nhiêu con người, tính tình sao sao, từ trường sao, đến gần người ta là người ta biết rồi. Cái đoàn ở phương xa, ở nơi nào đến, chỉ cần ở đó nghe pháp những đức sao, bị hành trì sao, bị vừa gặp những đức nói chuyện mấy câu, những đức biết vị làm sao rồi, là sắp xếp vị làm sao phù hợp vậy rồi, khỏi cần nói dòng do, nói nhiều chi cho nó mệt. Nên ai mà đến gần những đức mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô thôi này lên trên chánh điện đi, chánh điện cái chánh á, như tôi thôi khỏi, trời ơi, tôi còn bé bỏng lắm. Còn mỗi lần mà ai mà cúng dường thì tao quỳ xuống, cái đó là cái lễ cúng dường cho tăng. Còn riêng tôi thôi được rồi, chỉ cần thấy tôi làm Phật sự gì chung tay với tôi làm để giúp chúng sanh là tôi cũng cảm ơn dữ lắm rồi. Rồi chân thật niệm Phật đi để cho tôi thấy nhẹ nhàng, chứ tôi thấy tôi cũng là phàm phu lắm, phàm tăng lắm. Nên thôi tôi nhẹ nhẹ cho nó chắc, đi con đường này cho nó lâu. Chứ quỳ ở đây người ta nhìn ngó, người ta nói mất công. Ông nó chút xíu xíu mà bắt bà già quỳ. Không, mà cái thế gian bây giờ, cái cuộc sống bây giờ á, quý vị biết rằng á, nó đã khác ngày xưa lắm rồi. Bây giờ chung chung thôi. Có khi á, mà mấy cụ đi qua đường, những đứa đi nghe xe ngang á, các cụ đừng có thắng xe lại, rồi các cụ xá ngay cái đường xe đụng mấy cụ chết. Cậu là tờ, thôi khỏi đi cụ ưu. Thấy không? Bây giờ những đứa đi ngang, các cụ cũng chạy xe ngang, các cụ cứ đi, hoặc đi bộ ngang đi, chứ đừng có đứng giữa đường giữa xá hàng. Lương tâm mình thấy tội nghiệp mấy bà già quá. Bà già vậy mà bây giờ bà đi ngang, bà thấy mình, nhưng mà thấy các thầy thì cứ xá, nhưng mà tránh xe nghe. Xá với bà xe nó dứt một cái tiêu luôn á. Nhưng mà riêng những đứa xí xó khỏi, thấy mấy bà già già mà mới đứng ngay cái lề đường, mới đứng ngang và hàng, mới đứng mới xá mình, nó kỳ dữ lắm. Trời ơi, người ta đi ngang người ta nhìn vô, người ta nói thằng tăng này sao nó trẻ mà sao nó dữ dằn vậy trời, thằng tăng. Hiểu không? Trẻ khôn mà sao nhiều bà già xá nó ghê quý vị. Nhìn lại coi thằng hô hốc. Hiểu không? Thôi cậu ơi, mình sống với nhau như người trong nhà các cậu. Riêng những đức khuyên các cụ là tất cả gặp quý thầy, quý sư cô này kia thì mình đang ngồi ghế thì mình đứng lên, mình chắp tay mình xá. Còn đi xe gặp hòa thượng đang ngồi coi công trình, ngừng xe lại, bước xuống xá hòa thượng. Nghe không? Thôi còn riêng tôi xí xó các cụ đó. Người già nó khỏi đi. Nó thôi, mình thương các cụ, mình là vai trò nuôi các cụ. Còn ví dụ như quý thầy, quý sư cô khác, hòa thượng đồ là nhất định phải duy trì cái lễ này, nghe chưa? Còn riêng những đức với các cụ như gia đình đi, con cái trong nhà thì các cụ đi. Thôi những đức cũng mong vậy các cụ ơi. Cả đời mình cũng không có nghĩ mình làm thầy bà gì đâu các cụ ơi. Thầy bà gì? Có bao giờ những đức nói chuyện mà những đức xưng thầy gì không các cụ? Không có đâu. Thầy gì đâu, cái mặt thấy ghê mà thầy. Thấy không? Kệ sao không biết, mà Mỹ mấy cụ có thương mình là mình cũng thấy mình sống ngon lành rồi đó. Thôi tôi sống bình thường là tôi thích vậy đó. Nên mong sao mà quý Phật tử rồi đi vô đây á, mình nghe gì nhớ nghe con người, thương con người là hạnh phúc nhất đó. Cứ thương người đi. Mình về nhà mình thương chồng mình nó chưa tu, tờ ơi, mình thương cái người tu, cái người hiền thì nói làm chi. Cái người chồng mình nó kế bên mình kìa, nó sống với mình bao nhiêu năm kìa, mà nó nhậu nhẹt nó ăn thịt chó kìa, mình không thương nó chữ đó làm chi. Thương nó đi. Mình lỡ gần mình nói ô tục tưng ô. Nó mấy bà từ bi mà, mấy bà là Bồ Tát mà.
mấy ông mấy bà là Bồ Tát, biết tu là Bồ Tát. Thì bây giờ họ chưa tu, họ nói này nói kia hỗn ẩu, họ nhậu nhẹt ăn thịt này thịt kia, uống bia sùm về mình nó ô tục tinh tục tinh tục tinh tục tinh tục tinh, lỡ đây lo cho nè tục tinh tục tinh tục tinh. Mấy bà mấy ông làm gì đây là Bồ Tát thiệt đó. Có duyên sâu dày với mình là vợ chồng bên nhau mà. Mình đi tu ở đâu rồi mình về mình càng hiền thiện với vợ với chồng, với con của mình. Nó con mình nó hổn với mình nói à đó 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 Bồ Tát thử tôi đó. Mình vậy đi là mình tu được rồi đó, thấy chưa? Tìm ở đâu? Ngay cái nhà mình á. Ngay cái nhà mình là chúng sanh có duyên dày nhất, thiện thiện ác đó. Thiện không dính mắc, ác không buồn phiền. Ngay cái nhà đó mà tu là thành công ngay cái nhà đó đó. Chứ tìm ở đâu xa. Lâu lâu thì vô chùa được rèn luyện gì nè, về nhà và tiếp tục áp dụng. Người ta là người dân nước lã gặp nhau mà còn gì nè. Không chi là vợ chồng con cái là một nhà. Trời ơi có duyên bao nhiêu á, đời kiếp mới ngồi chung một chiếc thuyền. Hôm qua Nhị Đức đi chung thang máy với mấy cô, Nhị Đức nói có duyên nhiều đời mới đi chung một thuyền, có duyên nhiều đời mới đi chung một thang máy. Không, nó có nhân duyên đặc biệt lắm mới ngồi chia sẻ bọc pháp gì nè, đâu có giỡn. Nó còn sống chung gia đình thương người ta đi quý vị ơi. Thương đi là chắc nhất à. Đó nên những đức chia sẻ vậy đó, mong chúng mình ai cũng mở cái tâm lượng ra, nhất là quý thầy quý chú nè, quý cô nè, còn trẻ là ban phục vụ, ban nhiệt tình lo lắng các cụ là thương các cụ nè, bắt tay vô thương các cụ, thấy không? Mà thương thương lâu lâu phải nhắc nhở nghe các cụ, chứ thương không mà không nhắc các cụ là các cụ hư luôn á. Tuy là các cụ là lớn tuổi nhưng mà mình ở ngoài đời nhiều năm quá các cụ, cái tập khí mình nhiều quá, nên quý thầy quý chú tuy trẻ nhưng mà phải nhắc mình chứ không phải là bỏ hay ghét mình la gầy đâu các cụ ô. Chưa chứ nói là thương thương đây, mấy bà già mà mấy thầy nói bảo nó thương đi, nghe nghe qua thầy Đức nói chưa, thương không có được nói tư. Đây là cốc chủ nè. Mấy bà già bà nghe bà hiểu lầm. Thương nhưng mà phải nhắc nhở, nhưng mà phải thương. Tuyệt đối không có được dặn các cụ để trong tâm. Các cụ có như thế nào dặn nhắc, các cụ như thế nào dặn nhắc, nhắc nhở, sắp xếp các cụ. Tuyệt đối không có dặn các cụ. Đó là thương đúng rồi đó. Chứ không phải là không nói, nghe tôi nói rõ ràng rồi đó. Chúng ta mấy bà già mà mấy thầy nhỏ nhỏ như những lăng lỡ nói, bà nói thương nghe. Thương á, không thương là mét thì Đức cứ nghe. Mấy thầy làm việc không được là tiêu luôn á, thấy không? Đây là có những lăng những quan gì Đức nói rõ ràng. Nên thương nhưng mà nhắc nhở, chứ không phải mấy bà già mà nói ngược lại đâu. Chứ không phải giỡn, mấy bà cụ này bà nói ngược lại đó. Bà già bà cũng khôn lắm. Ok, bây giờ thôi mình được cái duyên làm gì, mấy anh em mình, mấy cô được kết hợp, cố gắng mình nhiệt tình hết mình. Còn ai khắp nơi nơi có duyên muốn nuôi người già thì thấy đây là việc làm ý nghĩa thì thôi về đây chung tay nhiệt tình hết mình. Có bữa đó bà đó, bà đem 4 đứa con vô, bà nói thầy nói ai chồng bỏ chồng chê vô đây thầy lo hết. Tờ ơi, bà coi bài pháp tôi có nói vậy không? Tôi nói nó rất là rõ ràng. Nó ai chồng bỏ chồng chê vô đây cùng với những đức nuôi người già. Còn bà tự nhiên chồng bỏ chồng chê, bà đem rèo thêm 4 đứa con. Một đứa thì ẵm trên tay, một đứa thì dẫn nó đi lựng chựng, một đứa thì chạy nhanh nhanh, một đứa thì đứng kinh kinh. Bà đem 4 đứa con vô đây mà bà phụ tôi nuôi người già gì? Bà đem vô đây cho tôi nuôi nó thì có. Sao bà không đưa cho chồng bà nuôi đi mà đưa cho tôi nuôi? Nói cho nó rõ ràng, chở chở. Không có bài pháp nào mà như Đức nói ai chồng bỏ chồng chê vô đây tôi lo hết cho. Lo hết nhưng mà phải cùng với những đức nuôi người già, chứ không phải là những đức kêu đem con vô đây tôi lo hết. Tôi đâu có nói câu đó đâu. Tự nhiên. Các quý vị nói rõ thêm câu này, câu này nói thêm đó nghe. Câu này là chú giải đó. Nói không, chú giải đó. Nói là vô đây tôi lo hết là lo cho cơm ăn áo bặm cùng với những đức nuôi người già.
còn đây mà đem 4 đứa con vô cho tôi nuôi tự là tự. Ai ăn ở đâu bắt tôi chịu, đâu có ngu kỳ cục. Mà cho nuôi người già mà đem nít nheo nhóc vô sao được quý vị, khó lắm vị ơi, không có làm được. Hồi chiều có bà ta đem đến 4 đứa nữa kìa, mới bên hộ pháp mới đem lại, những đứa kêu ngày mai đem qua đưa cho ông Tâm. Nên nó từ nơi đó mà quá trời là bây giờ. Không, bây giờ đúng là chùa mình bây giờ xây bao nhiêu bây giờ cũng ở đầy thiệt luôn á. Tại vì mình nhiệt tình mình lo mà nó vui quý vị ơi. Thôi kệ, cái này cũng là cái ý nghĩa, nhưng mà phải rõ ràng cái gì đâu vào đó để làm lâu dài. Chứ nếu không mà tùm lum tùm la đây rồi sau này nó bể xô á. Chứ không có gì ăn bể xô thiệt á. Nên bây giờ có cơm ăn áo bạn đầy đủ, chứ mai mốt mà không có cơm ăn chắc đem vài bà già yếu yếu đi mằn thịt chứ. Lợi nói cụ ơi cụ, bây giờ gạo thiếu quá, thôi bây giờ bà yếu sẵn rồi, thôi bà hy sinh đi bà cụ. Nó không, không hy sinh đâu. Chúng ta khi chân thật biết thương người thì lúc đó mình sẽ thật sự có cảm giác hạnh phúc và rất bình an. Nhớ cái này giống như mình uống nước nóng lạnh tự biết. Dù mình nghèo khổ đi chăng nhưng mà mình có tâm thương người mình vẫn có hạnh phúc. Dù mình nghèo khổ mà mình có tâm hiếu với cha mẹ mình vẫn thấy hạnh phúc. Còn giàu sang mà không thương người vẫn bất an. Vì mình không thương người ta thì người ta không thương mình à, thì nó bất an. Mình giàu sang nhưng mà mình bỏ bê cha mẹ mình vẫn thấy bất an. Nhớ. Còn nghèo mà thương người, nghèo mà hiếu với cha mẹ vẫn thấy hạnh phúc, an vui. Nên như Đức nói rằng là thương người là hạnh phúc. Nên mỗi một con người nghe đạo hiểu rồi, cái nhân cái quả nó trả lại cho mình rõ ràng lắm quý vị. Mình thương người ta thì người ta thương mình nè. Mình thật lòng với người ta thật lòng với mình nè, chắc chắn luôn á. Ví dụ mình thật lòng với người này mà người này ta giả dối với mình, nhất định cũng sẽ có người thật lòng đến với mình. Có những khi mình giúp người đó mà do gì mình nhiều đời nhiều kiếp mình thiếu cái món nợ người ta, giờ mình giúp người ta hết lòng hết dạ mình trả cho người ta, nhưng mà nó quay cái phước duyên lại có cái người khác trả cho mình. Trong cái cuộc đời nó cũng có những cái việc gì đó quý vị. Có. Nên cả đời mình mang một cái tâm thương người, giúp người hết lòng hết dạ. Mình làm những việc gì giúp cho người được bình an, giúp cho người ta vui là mình thấy mình hạnh phúc rồi. Cứ mà tu hành có tâm vậy đi. Chứ đừng bao giờ có tâm mà suy nghĩ thủ đoạn gì mà lợi mình hại người ta. Vì trong cuộc đời này cái lợi gì cho mình đâu, mà nó còn gây cho mình cái sợ hãi lo âu thêm nữa. Mà nó còn kết thêm cái nghiệp đi đến thế gian này tạo bao nhiêu, rồi cuối cùng cầm theo đi đọa lạc khổ. Thứ năm mà tuần sau chắc không có chia sẻ Phật pháp ở đây, mà chắc ở dưới nhà ăn. Bữa đó là giống như trước mấy ngày Trung thu cho các cụ một chút, để ngồi chơi các cụ. Tại bữa thứ bảy như Đức tổ chức bên kia, còn bữa thứ bảy thì bên đây ngày 9 thì mấy thầy sẽ tổ chức cho các cụ cầm lồng đèn rồi đi vòng vòng niệm Phật đồ cho các cụ vui. Thì biết rằng người già chùa mình đông gì mà khỏe là do gì các cụ vui mà ra quý vị ơi. Hồi chiều như Đức nói chuyện bên kia như Đức cũng nói, chùa mình nhiều người già mà khỏe là do vui mà khỏe. Trẻ già thì cũng gì chứ, buồn là bệnh nè. Buồn là bệnh liền. Ăn không ngon ngủ không yên cái là nó bệnh liền, không nói dòng do chứ. Nhưng khi nó vui là khỏe. Nên mình lo cho con người, mình làm sao cho người ta vui là người ta sẽ làm được rất nhiều việc đặc biệt.
từ ở trong đoàn thể hay là một tổ chức nào hay gia đình gì cũng gì. Con người sống trong cái nơi đó mà vui là cái nơi đó nó sẽ tốt dữ lắm. Tại vì mình gần rất nhiều người vui, mình ít bao giờ mà buồn lâu lắm vị ơi. Cái buồn lâu của mình là do gì? Ngay cái chỗ là nhiều người xung quanh mình họ buồn nhiều quá nên mình bị chìm luôn. Còn thí dụ như mình hơi buồn chút nhưng mà xung quanh người ta vui nhiều quá nó nâng mình lên. Nên nhiều người khắp nơi người ta về đây người ta cộng tu, người ta an lạc là ngay chỗ nào? Vì người ở đây người ta vui nhiều. Nên khi mình ở ngoài đời mình buồn, cái mình vô cái tổ chức vui, cái tự nhiên nó quên đi cái buồn. Rồi tự nhiên mình có một pháp tu, rồi mình nghe pháp cái nữa, tự nhiên nó lặn luôn cái buồn. Nên mình đi về nhà mình tiếp tục mình nghe pháp, tiếp tục niệm Phật thêm, để cái buồn nó không có trỗi dậy được. Nhớ nghe, ở cõi đời này cái buồn nó không biến mất luôn đâu, mà nó bị đè phục thôi. Nếu như cái vui nó tiếp tục, nó chắc lên, thì tức khắc cái buồn nó bị nằm dưới. Còn nếu như mà cái vui của mình nó bị mỏng lại là cái buồn nó quặt ngược lên, bắt đầu nổi lên cái buồn. Nên mình sống mà gần người đơn giản bình dị, thường vui vẻ, thì tức khắc cái tính của người mình theo cái đó mà nó hình thành từ từ cũng giống. Nó gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Gần người hung dữ chứ nó hung dữ Iran luôn. Thì thử đi, vì mà gần ai hung dữ đi là quý vị sẽ hung dữ theo. Tại vì á, họ giữ với mình hoài, mình giữ theo, mình tức, mình búp họ, nên mình giữ luôn. Còn mình gần người hiền á, mình giữ cỡ nào từ từ mình cũng hiền nữa. Tại vì mình gần cái người hiền nên mình giữ với người ta hiền với mình giữ với người ta hiền với mình, giết rồi mình hiền luôn. Đó, với người ta thường khuyên mình quan hỷ vui vẻ, giết mình quan hỷ vui vẻ luôn à. Nên có những Phật tử người ta miền ngoài đồ này kia, người ta vô chùa mình tu có 2-3 ngày, mình vừa bố trí cho người ta tu, mình bố trí cho người ta đi qua bên đây tham quan, rồi bữa nay chở người ta qua nghe chia sẻ Phật pháp. Có nghĩa là mình làm hết cái tấm lòng mình với người ta, chứ không phải là mình làm vậy là mình xin tiền người ta đâu. Không phải, bậy quá. Nếu mà làm mà vì cái dụng ý tiền bạc thì nó không có gì là chân thật từ tâm chứ. Mà những đức chia sẻ cái bài mà thương người là hạnh phúc lớn nhất, đây là chân thật nó mới có hạnh phúc lớn nhất. Nhớ nghe. Nếu như mình ra vẻ bên ngoài mà vì vật chất mình cũng không có hạnh phúc đâu. Vì nó đổi qua tiền sao hạnh phúc? Nó phải chân thật kìa nó mới hạnh phúc. Nên quý thầy, quý chú, quý cô trong chùa mình, quý cụ trong chùa mình, khi người ta vô chùa người ta tu, mình nhiệt tình mình lo lắng cho người ta, cho mình cái gì mình cũng nhận không. Cái này cứ gửi cho ban tổ chức, cứ là đem xuống Tam Bảo, bỏ thùng Tam Bảo, hoặc là đem xuống cho tôi bánh kẹo gì, đem xuống dưới nhà bếp đưa cho mấy cô nhà bếp đi cô ơi, để mấy cô nhà bếp tự phân phát ra để tôi cùng ăn chung thôi, chứ tôi không có nhận riêng cái gì chứ á. Mình nói một câu gì chứ mình cảm hóa người ta đó, chứ không giỡn đâu. Còn thí dụ như cái tấm lòng mình dành cho người ta hết lòng hết dạ, mà xong người ta nói à, cô chú à, nhiệt tình với tôi mấy ngày nay quá, thôi cho tôi gỡ một chút đỉnh để bỏ trong túi uống cà phê cà pháo, mình mà nhận cái là cái tấm lòng của mình nó đổi qua tiền á. Tấm lòng chân thật mình đổi qua tiền rồi. Còn mình ở đây cuộc sống được chùa lo hết rồi, nên tất cả những cái gì ta cho mình đều nói là để cho, chia cho điều để chúng hết. Thì cái tấm lòng mình nó gây dựng cái đạo đức. Cái tấm lòng mình đến với người ta nhiệt tình nó gây dựng thành đạo đức. Mà con người mà có đức thì mặc sức mà ăn. Còn nếu như mà lấy cái đức để đổi qua tiền, uổng quá. Giống như ăn tổ ngày nói á, đem một viên ngọc quý mà đổi viên kẹo ngậm chơi. Lấy cái đạo đức mình đến với người ta mà đổi qua tiền là đâu còn đạo đức nữa đâu. Hiểu không? Nên tất cả người trong chùa mình hay Phật tử nghe chỗ này nhớ, có những cái mình không cần kiếm tiền, mình cứ gầy dựng đạo đức đi. Có đạo đức là nó có tiền, nó có danh có lợi hết trơn. Mà càng có danh có lợi thì mình càng gầy dựng đạo đức. Có nghĩa là mình có cơ hội có danh có lợi thì mình càng gầy dựng đạo đức. Mình càng gầy dựng đạo đức thì nó càng có danh có lợi. Mà nó càng có danh có lợi thì nó càng gầy dựng đạo đức. Tại vì có đạo đức á, có danh có lợi kết hợp lại nó gầy dựng đạo đức nhanh dữ lắm. Tại vì Phật nói mà bố thí nhiếp, mà mình không có điều kiện sao bố thí. Nên mình có điều kiện mình mới tu đạo đức dễ, mà phải có tâm đó nghe. Giống như lễ vía Quan Âm 19 tháng 9, 20 tháng 9, 21 tháng 9, 3 ngày chùa mình tổ chức là nằm vào thứ 6, thứ 7, đi thứ 5, thứ 6, thứ 7.
ba ngày là những đức đặt 30.000 chiếc máy nghe pháp để mà tặng cái dịp ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên mình thấy người ta lợi, người ta lại Quan Âm thôi, mình làm được, mình đặt 30.000 cái máy lại xong tặng cho người chiếc máy nghe pháp nhỏ nhỏ hay vậy lắm. Mà chiếc máy cái này nó hay, đừng có nói đặc biệt vậy lắm đó. Mà trong đó có điều niệm Phật rồi luôn, lúc nào nghe niệm Phật nghe, lúc nào nghe pháp nghe luôn, mà nó đặc biệt lắm đó. Rồi đặt thêm 500 bộ tượng Phật để tặng cho người ta để thấy. Có nghĩa là mình được người ta cúng dường, mình đem tiền này mình làm lại những cái việc lợi ích cho người ta, thì bản thân mình được lợi ích, người ta cũng được lợi ích. Còn nếu như mình chỉ gom vô mình cắt thôi thì nguy hiểm, nguy hiểm dữ lắm, rất là nguy hiểm. Mà lâu ngày thành tình chấp của cải vật chất. Nên chùa mình ở đây mình sống nói cũng có cơm ăn áo bằng cái cục. Mình nhiệt tình với người ta cũng ưu ái mình, cũng thương mình, cuộc sống ổn định, có cơm ăn áo bặn để tu là được rồi. Nên dù lo lắng nhiệt tình gì, các bạn nhớ ai mà cho cái gì tuyệt đối đều nói ô hòa thượng xây chùa thầy lo hết trơn rồi. Nên bây giờ cho cái này là một là bỏ thùng tam bảo nè, dặn ta lại bỏ vô, còn cho bánh trái nè để tôi nhận, nhưng mà đây là để chia hết cho chúng ăn nghe, chứ không phải là tôi cá nhân tôi gì đâu. Còn nếu không phải vị trí của mình nhận thì mình dẫn người ta đi xuống với nhà bếp á, đưa cho nhóm cô Liên Thanh, đây là cái ban nhà bếp của người ta để người ta nhận. Nó rõ ràng vậy đó thì quý vị coi á, ôi ôi nó cảm hóa người ta cỡ nào chưa. Người ta vô chùa ta nói công nhận ngôi chùa gì đâu mà đông người mà răm rắp là trời, vô đây không có ai xin tiền xin bạc gì hết trơn, dù có làm cực khổ mà cho cái gì cũng không nhận, thì như vậy quý vị mới độ được người ta. Mà trong chùa mình mà đông người gì mà chỉ cần lòi ra một người mà xin người ta cái này cái kia cái nọ là thất bại liền, thất bại liền không nói gì nghe. Ví dụ trong chùa mình đi, các cụ mà thiếu đồ nói với thầy, thầy ơi thầy đồ tôi bị mắc rồi, bây giờ tôi còn có một cái quần với ba cái áo, mà một cái quần với ba cái áo rồi làm sao đây, nó giặt rồi quần đâu bằng, thấy không? Thì ông thầy ông cố gắng đi kiếm cho mình hai cái quần nữa, thấy không hả? Thầy đi kiếm cho mình hai cái quần, hoặc là đi mua hai cái quần hay mấy bộ đồ gì đó. Nếu mà không có quần thì mình ra mình mua cho bả hai bộ đồ, mình lấy là hai cái áo, mình xếp mình cắt đó, để mai mốt bà nói bà mắc áo thì mình đưa áo ra. Nên lâu lâu ở bên đây những lăng sắp gì nè, ngày mai 11 giờ ăn cơm xong kêu đi gom đồ hết, đồ ai mà không gom thì mình gom, nghĩa là đồ ai không gom là đồ dư đó. Thì bắt đầu mình lấy đồ để nhóm cô Hải giặt, giặt xong cái ủi xếp lại, cái lâu lâu mà ai thiếu đồ đưa cho người ta bạn, tại có nhiều người cái xào đồ nhiều quá cái người ta gom không có hết, thì bắt đầu là đồ nó dư, mà để đồ nó dư thì đồ nó chặt thì phơ không có khô. Nó là mỗi vị trí phơ đồ là phải gom vậy đó. Bắt đầu mình đem đồ đó mình giặt mình ủi lại, xếp lại ngăn nắp đàng hoàng. Lâu lâu các cụ mắc quần mắc áo thì mình đưa đó, nên vậy đó. Nên các cụ ở đây các cụ thấy không, mình là một cái tổ chức thương nhau các cụ ơi, lo lắng nhiệt tình hết mình, vậy là mình thấy yên tâm lắm rồi. Cái cuộc đời mình ở đâu mà có người đứng ra lo mình từng ly từng tí là mình mừng lắm quý vị ơi. Còn cái kiểu mà ở mà cái kiểu mà bỏ rơi bỏ rớt mình buồn lắm á. Nên mỗi lần mà đưa một bà cụ mắc đi á, những đứa có nói chuyện mà quay lại bật cho các cụ coi, hôm qua vậy đó, đưa các cụ đi đó là làm phim xong rồi đó, không biết bật các cụ coi chưa. Nó sáng nay bật cho mấy bà già bà coi, hay buổi chiều vậy đó, buổi sáng coi Phật niệm đến cùng, buổi chiều bật mấy bà cụ bà coi. Mấy bà cụ bà coi xong á, bà yên tâm là khi á mình mắc quý thầy lo làm gì, thấy quý thầy lo cho người ta làm gì thì chắc chắn là cũng lo cho mình nhiệt tình. Nên từ nơi đó mình ở đây mình yên tâm, mình không có lo sợ. Thì mấy bà cụ bán gì bà không có dự trữ tiền, tại vì bà thấy mình lo cho người ta nhiệt tình rồi bà mới xả. Chứ bà mà thấy mình mà lo mà
mà không có được cái gì, chứ là bà giữ tiền lại đó. Có cái gì để mà bà có tiền? Mình muốn cho người ta xả tiền để mà yên tu, để dễ giải thoát, là bằng cái cách là mình phải lo cho người ta nhiệt tình. Dạ. Này là cái quan trọng lắm á. Nên mình đến cái cuộc đời này chỉ mấy chục năm mà quý vị ơi, những cái tình thương gì mình dành cho con người chân thật đi, nó không có thiệt thòi ở đâu đâu. Nhất là mấy anh em trẻ trẻ gì nè, cứ dành tình thương như các cụ, hết lòng hết dạ như cha mẹ ruột của mình đi. Mình đã tu mình hiểu rồi, Phật đã dạy mà, xem người nam như cha mình, xem người nữ như mẹ mình, mà mình cứ hết lòng hết dạ với người ta đi. Mình hết lòng hết dạ với con người, nó không có thiệt thòi đâu. Vì con người sẽ làm Phật mà. Đức Phật khi thành Phật này nói rằng, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên mình thương chúng sanh là mình thương Phật đó quý vị ơi. Nhớ nghe, thương chúng sanh là thương Phật đó. Nên mình nấu cái gì mà các cụ mà ăn ngon á, mình nấu xong mấy cái cụ ăn mình còn đi dò dò mình hỏi thử coi mấy bà cụ bác ăn cái này ngon không, rồi ngon thì sao, mình phải hiểu rồi mình mới ghi cái món này ra cái quyển sổ nhỏ là món này các cụ thích ăn nó. Rồi xong á mình nấu món này mình hỏi mấy bà nói ngon mà món này dê, mình ghi là món này các cụ thích ăn mà khó nuốt. Thấy không? Mình ghi chú ra vậy đó. Để sau này mình nấu cái món ăn nó phù hợp với bà già. Rồi cái món này khó nuốt là do nó dai, nên kỳ sau mình nấu cho nó mềm lên chút. Mình ghi chú để mình nhớ món ăn vậy đó. Mình mà có tâm đối với người ta vậy thì thôi, cái phước vị lớn cỡ nào. Dù là mình bỏ công thôi, đây rồi nội tài bố thí thù thắng lắm. Nội tài bố thí mà có tâm chân thật nó còn hơn ngoại tài bố thí nữa. Nên cứ nhiệt tình đi, lấy công để làm phước. Nhiệt tình lấy công để làm phước, nhiệt tình hết lòng hết dạ. Thí dụ như bây giờ mình nuôi người già đi, đoạn đường mà mấy bà cụ đi qua đi lỡ hoài mình cũng để ý, tại sao chỗ này té hoài. Rồi các cụ tại sao mà đi cái chỗ này hành lang té hoài. Có nghĩa là mình nuôi người già là mình phải quan sát vậy đó. Là mình biết cái chỗ đó nên làm lại làm sao. Thí dụ như cái chỗ này thường té hoài là miếng gạch này trơn nè, mình cho anh em á lóc miếng gạch đó lên, kiếm cái loại gạch nào mà đi mà dít nó không có trơn, dán lại. Nghĩa là mình phải quan tâm cho con người vậy đó, chứ không phải là té xong chở bệnh viện, té xong bó chân, té xong nằm đốc thì mình không quan tâm, không phải. Đúng không? Mà là té hoài thì mình phải xem cách nào để mình làm sao cho các cụ đừng té nữa. Nghĩa là mình đã nuôi con người là mình phải có cái tấm lòng gì đó. Mà cả đời mà phát cái tấm lòng gì thì nó hay biết bao nhiêu mà nói trời ơi. Nhân Đức nói, mình nói bây giờ tấm gương của Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi. Bác Hồ là một con người thương người vô cùng. Cái tấm gương của Ngài. Nên Hồ Chí Minh mà bên Nhật người ta dịch ra là Bồ Tát. Không có giỡn đâu. Là Bồ Tát. Trời, nói chuyện vui vui vậy đó. Mình chắc chắn mình niệm Phật thì có Phật lo thôi, hết lòng niệm Phật nghe. Mấy anh em trong chùa hay mấy cô, mấy cụ ai cũng là người siêng năng niệm Phật. Làm việc gì cũng niệm Phật, quét lá cây cũng niệm Phật, đi tắm cũng niệm Phật. Nghĩa là như thế nào cũng cố gắng niệm Phật đi. Thì cái phước đức này lớn lắm. Khi cuối cuộc đời chúng ta, Đức Phật A Di Đà rước mình về cực lạc, hết khổ đau nha. A Di Đà Phật. À giờ mình đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta là những người còn sống hay chư hương linh, cụ quyền thất tổ ông bà, hay những người chết chưa siêu thoát, chúng ta nên phát cái nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, buông xuống hết cái tâm buồn giận hận trách, để nương vào bổn nguyện niệm Phật để sanh cực lạc, lìa khổ được vui với vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.